Khi những hạt đậu nành cựa mình nảy mầm là lúc điều kỳ diệu xuất hiện để cân bằng một nửa thế giới. Nửa thế giới này được quyết định bởi một nội tiết tố estrogen, hay còn gọi là nội tiết tố nữ. Thời thanh xuân, hàm lượng estrogen dồi dào mang đến sự tươi trẻ, quyến rũ cho nữ giới. Sau tuổi 40, lượng estrogen suy giảm khiến phụ nữ phải đối mặt với nhiều thay đổi về sức khỏe cũng như tâm sinh lý như bốc hỏa, khô hạn, da nám, giãn sồ. Nhiều người quan niệm đây là quy luật của thời gian, không thể tác động, nhưng sự thật có phải vậy không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh thành phần isoflavone, hay còn gọi là estrogen thảo dược, chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, có cơ chế hoạt động tương tự như estrogen nội tiết tố nữ. Vì vậy, bổ sung estrogen thảo dược giúp phụ nữ bổ sung cân bằng nội tiết tố nữ trong giai đoạn suy giảm, đặc biệt là từ sau tuổi 40. Với cơ chế tự đào thải, estrogen thảo dược không gây tác dụng phụ nên rất an toàn.